Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dự án nữa, đó là cái con Big Dozer. Đây là một cái dự án mà lead ở PancakeSwap nha mọi người nhé. BSC Scan thì các bạn có thể check cái thông tin về cái tổng cung của nó. Các bạn có thể mua ở đây nhé. Thì nó đang có một cái chương trình iDrop ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia iDrop nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay không biết làm sao ấn vào cái mạng chán ghê cơ đấy. Đây cái chương trình iDrop của nó nhá. Đây. Nó sẽ chia sẻ khoảng 10 tỷ 10.000 10.000 tỷ Big Dozer nhé các bạn nhé. End sẽ là ngày 25 tháng 7. Đấy, thì chúng ta sẽ chatbot nhé. Các bạn start này. 4 4528. Các bạn theo dõi cho mình hai cái group này nhá. Coffin, bây giờ là cái gì liên quan đến Dozer là chơi hết mọi người ạ. Đấy, các bạn vào đây, vào cái kênh chính thức của nó đây, ấn Flow này. Xem nó hỏi cái gì không. Scroll sau dán tên vào nhé. Chuyên link, các bạn tag ba friend với hashtag này. Các bạn copy lấy hashtag nha. Chuyên link thì các bạn vào đây này. Đây. Không biết là pin the twin hay là cái gì nhỉ? Thử xem nhé. Twin bài này nhé mọi người nhé. Các bạn copy lấy hashtag cho mình nhé. Đây bài này. Like này. Line này. Red twin với hashtag nha. Các bạn tắt cho mình ba bạn bè nè. Mạng yếu mọi người ạ. Trời ơi, từ lúc nó không loát được luôn này. Nay chắc là ở nhà đông chủ nhật mọi người ạ. Chủ nhật cho nên là nhiều người ở nhà, nhiều người theo dõi, nhiều người bật mạng cho nên là các bạn ấn vào tweet nha. Quay lại thì mọi người ấn vào view. Các bạn sẽ copy được cái link này cho mình. Link bài viết ấy mọi người ạ, các bạn ấn vào copy. À cái này copy thôi, không cần phải dán luôn mọi người ạ. Cái này thì like Facebook. Các bạn like Facebook nha. Banner có cả Hovi và Gate này, không biết có lên được hai sàn này không? Lên được hai sàn này thì lại quá là ngon. CoinMarket, Pancake các thứ này. Trời ơi, nó loát từ lúc không được luôn hả má. Đưa một cách khó hiểu. Đưa thế này thì làm ăn cái gì. Trời ạ, à, tôi mệt quá đê. Các bạn vào profile này, copy lấy link này. Paste vào đây. Cuối cùng là các bạn sẽ điền cho mình ví BEP 20 mọi người nha. Rồi. Đấy, đây là link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Nếu mà bạn nào mà lọt top 100 rep thì các bạn sẽ được chia sẻ thêm. Nói chung là những cái dự án về liên quan đến chó chiếc này là phải chơi hết mọi người nha. Không có bỏ sót con nào. Cứ bỏ con nào thì nó lại ngon con đấy mọi người ạ. Thế mới nhục chứ. Cho nên là bây giờ là chém hết. Đấy. Đánh nhầm còn hơn bỏ sót mọi người nhá. Những cái dự án có website rồi có các thông tin cụ thể rồi có mạng xã hội các thứ này cũng khá là ok đấy mọi người ạ. Link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả là phần mở rộng để cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.